Rồi, ok anh em thì đầu game nè. Hôm nay mình đấu đỉnh cao nha. Đầu game thì Red chứ mình ra em biết đây. Thắm nhau với lại hai thanh niên này. Ô chéo hay kìa. Nhưng mà mình không đủ đam mấy bạn ơi. Rồi, xuống. Có công ty luôn. Này, bỏ qua thanh niên này, bây giờ mình cấp tiến lên bắt thanh niên này. Rồi, lụm. Ok. Một cái mạng nữa. Timmy. Ui tí nữa VS làm bản rồi, trận này thì VS đi support các bạn. Rồi tiếp tục team mình sẽ tiếp tục băng trụ nè. Mà này mình hết công ty rồi. Rồi, lầm được cái mạng của Timmy luôn. Băng vô trụ, băng xuống. Rồi, ok, lầm được cái mạng. Quá đẹp đẹp mạng luôn, rồi về thôi được rồi bạn ơi. Đi được rồi. Ui chơi luôn hả? Máu thế. Cầu cái qua cái nữa nè. Rồi, không vẫn không làm gì được tay bạn vậy giải quyết nhu cầu chạy thôi. Đánh luôn thì mình nó còn vô cuối nha. Rồi gặp được Sinestra luôn nhưng mà hộ không cũng phải ngầm lại hai đối một lỗ rồi các bạn. Ô phải làm giùm chưa hai sớm quá tay bạn, phải nói mình còn chưa hai làm nhảy vô mình đánh luôn nha. Thì Timmy hết chưa cuối rồi. Ôi rồi, không đủ đam rồi, xa quá, không tới tầm. Rồi bắt đầu ép tiếp vô gần cho bạn nè. Rồi coi này. Coi này nó luôn, mình còn công ty. Còn nè. Ui, mình bị nó choáng kìa. Rồi. Đánh tiếp luôn. Rồi, coi này ép cho bạn rồi, cho bạn. Coi này xong cho bạn rồi. Rồi, thêm một cái bạn nữa. Nó buộc kêu cho mình luôn. Ui, thì mình đánh cái này, cho bạn chưa chịu nổi. Rồi lụm bằng Timmy luôn mọi người. Ok rồi xong luôn. Lụm ở đây luôn. Ui. Mà nó không có ảo anh chạm kìa. Từ nha. À, mình kiếm AD cái, Ôi, à để chạy. Thôi, xong rồi, pha này xong rồi. Ui, pha này mình lại nhấn tượng, ui, dính cái ấm thần lực của nó kìa. Hết chạy luôn bao qua bao này, kiếm AD nó cái đã, từ từ mình chưa ung ti lên nhé bạn, không chạy vội nha. Rồi pha này nè, hai thằng nè. Rồi chiêu cuối của bạn hơi chậm nha, không cứu được Sinet rồi. Lụm luôn dùng nó luôn. UK rồi được rồi bạn ơi, có nó. Ôi rồi tên mình pha đó nằm lại gần hết luôn rồi, còn có mình nè. Hay là bây giờ tên bạn quay trở lại nha, lính dồn lên nè, nó lấy trụ liên tục. Rồi, chưa được. Ôi, được, xong xong ngoài đồng như vậy vẫn chưa hạ được Timmy kìa chưa. Ôi pha này Vred không đủ đam mấy bạn ơi, thì support rồi Vred không đủ đam. Ồ, lấy được cái giáp hồi sinh của thằng AD là bạn thôi. Không không ui ôi ơi, ông AD cho mình, AD nó xanh thế nhờ. Rồi mình núp vào đây nha, nó chưa phát hiện ra mình. AD nó nè. Rồi ok, đánh nó vậy chứ. Rồi lụm luôn. Đổi được cái mạng với AD cho bạn các bạn ơi. Mà mình cũng phải nằm lại rồi, pha đó tên bạn còn nhí máu không mà vẫn không ăn được. Rồi hay á, hai. Rồi quét sạch luôn, rồi pha này giống win luôn rồi các bạn ơi. Pha quét sạch này win luôn rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đây là trận đấu đỉnh cao nha, support của mình khá là hay luôn và cả team cũng hay nữa.